Nông dân xin chào, hôm nay xin mời quý vị về huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để cùng gặp gỡ chàng trai trẻ và đầy nhiệt huyết Nguyễn Hoàng Huy Lộc. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn, nhưng khi thấy những khó khăn của bà con tại quê hương, anh đã có một quyết định vô cùng táo bạo, đó là rẽ hướng sang làm nông nghiệp với mô hình trồng cây đinh lăng. Quá trình khởi nghiệp chạm đến thành công như ngày hôm nay không dừng lại ở đó. Khi nhận thấy tiềm năng của cây bồ công anh đã không ngần ngại gieo trồng phát triển thêm trà túi lộc bồ công anh để làm phong phú thêm sản phẩm. Bây giờ anh Huy Lộc sẽ chia sẻ sâu hơn về cách trồng cũng như là cái vùng nguyên liệu phối hợp với bà con thế nào. Để chúng ta có được cây đinh lăng lớn như thế này, đến thời gian thu hoạch được thì chúng ta phải trải qua một quá trình trồng từ cây con. Đến khi mà thu hoạch được thì chúng ta ít nhất cũng phải có từ 1 năm trồng. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu thu hoạch từ từ. Cứ sau khoảng từ 3 đến 5 tháng thì chúng ta có thể thu hoạch được lần thứ hai. Và những cái lá mà chúng ta có thể thu hoạch được thì nó cũng không được quá non và cũng không có quá già, vì cái chất lượng trà sẽ phụ thuộc vào thời gian thu hoạch lá.